Thưa quý vị, mở đầu bản tin cho biết bệnh bạch hầu xuất hiện tại Đắk Nông, 1.200 người bị cách ly. Sở Y tế của tỉnh Đắk Nông vào ngày 23 tháng 6 đã thông báo toàn tỉnh ghi nhận có 12 ca dương tính với bệnh bạch hầu tại 3 ổ dịch. Tỉnh đã cách ly 800 người để theo dõi và điều trị dự phòng cho hơn 1.200 người. Truyền thông trong nước dẫn nguồn tin từ ông Hà Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế của tỉnh Đắk Nông cho biết như vừa nêu. Theo đó, thì hôm 20 tháng 6, tại xã Đắk Rumang, huyện Đắk Cờ Long của tỉnh Đắk Nông đã phát giác một bệnh nhân 13 tuổi dương tính với bệnh bạch hầu. Sau đó, thì Sở Y tế đã kiểm tra và phát giác thêm 2 trường hợp dương tính là một người nam 40 tuổi và một cháu bé 10 tuổi. Trước đó, thì một cháu bé 9 tuổi bị bệnh bạch hầu đã được chuyển tới Bệnh viện Nhiệt đới Sài Gòn nhưng bé đã không qua khỏi. Sở Y tế của tỉnh Đắk Nông đang cách ly 555 người ở xã Quảng Hòa và 307 người tại xã Đắk Rumang.